Các bạn ơi, khổ qua là một cái loài rau có vị đắng đắng nhưng mà rất dễ chịu. Em bé nhà mình rất thích khổ qua. Hôm nay bà ngoại làm khổ qua riêng gửi lên Sài Gòn cho bé đây. Chiều nay gia đình nhỏ của mình sẽ có một món rất là ngon do bà ngoại làm và gửi lên tận Sài Gòn, đó là khổ qua riêng. Chả cá thác lát. Mẹ đã vô gia vị rồi. Bây giờ mẹ làm Pepsi khổ qua. Đó, dồn như vậy rồi đem đi chiên rồi kho trở lại. Chiều nay mẹ gửi lên Sài Gòn ha. Cho cha con ăn ha. Cho bên cạnh bữa cơm có bà ngoại, có bóng dáng của bà ngoại, có bóng hình của bà ngoại. Món này là bé thích lắm mà ba cũng thích, mẹ cũng thích luôn. Cá thác lát mình làm hai kiểu các bạn. Kiểu này là cái kiểu mình kho, khổ qua kho. Thì mình cắt cái miếng khổ qua nó như thế này. Làm một lát mình chiên sơ hai mặt. Còn mình làm một kiểu nữa là mình làm như thế này. Mình bỏ vô đây rồi mình hấp. Còn cái chiên thì mình khỏi hấp nha các bạn. Đó, mình hấp rồi mình đem vô, bỏ vô cái hộp mình gửi lên Sài Gòn. Khi nào mà con ăn thì con cháy một miếng hành, ha, một cái đầu hành, rồi con nêm nước vô, con bỏ nước vô rồi con nêm lại, rồi mà con mới bỏ khổ qua vô. Tội nghiệp lắm các bạn ơi, nó đi làm về trễ, nó bỏ chồng bỏ con, nó ăn đại khái rồi ngủ à, ăn riết à. À, cuối tháng về bà ngoại thấy cha con ốm quá, bà ngoại xót. Vợ đi làm về trễ, đi làm về tới nhà là 7:30 rồi. Rồi tắm rửa rồi đi nấu ăn nữa rồi. Thời gian đâu mà ngủ nghỉ. Mình ở đây mình còn phải cử ăn buổi chiều nữa. Cử ăn buổi tối nữa. Mình là dọn cái miệng mình lúc 2 giờ trưa đó các bạn. Chiều mình không có ăn đâu. Chiều là chỉ uống nước nhẹ rồi ngủ thôi. Nhưng mà con mình nó đi làm về nhà nó ăn cơm xong là 9 giờ rồi. Ăn mà không có thời gian để ăn nữa đó. Thấy đứt ruột quá, bà ngoại làm đồ ăn gửi lên hàng tuần vậy đó cho nó đỡ thôi chứ cũng không đủ nữa, gửi lên chừng vài món ăn được vài bữa vài hôm. Về đây thì bỏ mắc ở đây, bỏ ở trển thì chịu không nổi, mà ở trển thì bỏ ở đây thì chịu không nổi luôn. Mình còn mắc nợ đời nhiều lắm các bạn ơi. Làm xong hai cái món ổ qua rồi, một cái thì mình hấp để mình gửi lên cho con mình nó hầm nó ăn, nó nấu canh nó ăn. Còn có một món này thì mình lát mình chiên sơ rồi mình kho trở lại nha các bạn. Đó, một món canh một món kho rất là ngon luôn. Bây giờ mình sắp ra đây mình hấp nè, hấp cho nó chín. Mà mình hấp trước mình nấu nó ngon hơn bởi vì nó không có bể ổ qua hoặc là mình không có ninh lâu các bạn. Hấp nó mau chín hơn là mình bỏ vô mình hầm liền ha. Đem hấp chảo dầu lên nha các bạn. Giờ mình đắp khổ qua mình bỏ vô. Mình bỏ cái mặt này xuống trước, bằng một mặt nhỏ một mặt lớn. Chiên nha. Ăn như thế này thì nó ngon mà điều đó cũng hơi nóng đó nha các bạn. Khổ qua thì ăn mát, đồ chiên thì lâu lâu mình ăn lần nó cũng ngon. Để cái mặt lớn xuống mà cho nó chín trước. Nó có hai mặt, mặt lớn và một mặt nhỏ. Trong khi mình chờ chiên khổ qua thì mình làm nước sốt nha các bạn. Hôm nay mình làm nước tương, không làm nước mắm. Nước tương nó có một cái độ mặn vừa phải, nó nhẹ hơn nước mắm. 2 muỗng nước tương. Một muỗng bột nêm.
mình ăn đường phèn nha các bạn. Rồi khổ qua mình làm đường hơi nhiều một chút cho nó bớt đắng. 2 muỗng đường phèn. Và tương ớt, tương cà. Tương ớt vô cho nó có màu đẹp, cho cháo mình nó dễ ăn nha. 1 muỗng tương ớt, 1 muỗng tương cà, cà cho nó dịu lại. Mình làm một lát à, khổ qua nó chín rồi mình bỏ cái nước này vô mình kho nè, thêm nước nha các bạn, rất là ngon luôn. Đường nó tan mặt kia nha, mình đựng nè, thịt nó cũng vàng, ủa chả cá nó cũng vàng rồi đó. Chở qua, khổ qua nó cũng xe xe một bên rồi đó, rất là ngon luôn. Khổ qua nó vàng vàng được 2 mặt như vậy rồi nè các bạn, nó thơm á, mình gấp ra nha, gấp ra để cho nó ráo dầu. Này là do hành nè, hành ngò của mình đó, nó vàng như vậy nè, gấp ra. Khổ qua nó cũng chín rồi đó các bạn, nhưng mà nó chưa có mặn thôi, nó chưa có độ mặn. Cái chảo lên mình đổ cái nước sốt này vô nè, nó đường phèn còn đó nha các bạn, đổ thêm miếng nước mà cho nó sôi lên. Không chiên nữa, không xèo nữa nha, tại vì đã đồ chiên rồi. Rất là ngon, mình nếm lại nha các bạn, theo khẩu vị của gia đình. Rồi bắt đầu mình bỏ qua vô nè, 2 cái miếng này là nó còn xanh. Rim lại ha. Chiều nay gia đình nhỏ của mình có một bữa cơm khổ qua rim của bà ngoại gửi lên. Rất là ngon nha các bạn. Người ta nói khổ qua Pepsi mà mình cũng chẳng biết Pepsi là cái gì nữa, mình gọi là khổ qua rim đi. Ngon quá, ngon luôn. Khổ qua kho của mình cũng đã sẵn sàng rồi, mình bỏ hành bỏ ớt vô nha các bạn. Ớt này là ớt không cay, mình bỏ vô để mình chụp hình thôi, còn cháu mình nó ăn không được con. Ớt đây, thường người ta nói cho ớt vô là khổ qua bớt đắng, nhưng mà mình chưa có rút kinh nghiệm cái đó các bạn. Rất là ngon đây, xin mời các bạn ơi. Hôm nay là ngày cuối tuần, bà ngoại làm khổ qua kho gửi lên Sài Gòn cho cháu mình đây, cho cha con nó ăn được buổi chiều đó các bạn. Bây giờ chúng ta cùng đồng hành nha.